Người đẹp viết văn làm báo, biên kịch phim điện ảnh, MC truyền hình, Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Nguyễn Thu Thủy. Nguyễn Thu Thủy là thí sinh nổi bật trong dàn người đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Với câu trả lời ứng xử thông minh, cô đăng quang Hoa hậu khi vừa mới 18 tuổi, mang trên mình chiếc vương miện danh giá cùng trọng trách lớn của một Hoa hậu. Thu Thủy năm ấy cũng đã đối diện với không ít khó khăn, thử thách. Trước những cám dỗ hay hào quang danh vọng của làng giải trí, Hoa hậu Thu Thủy vẫn bản lĩnh đối mặt và kiên định với con đường mình đã lựa chọn. Sau 26 năm đăng quang, Hoa hậu Thu Thủy vẫn giữ được sự duyên dáng, trẻ trung như ngày nào. Người đẹp dấn thân vào nghiệp MC, phát huy sở trường ngôn ngữ của bản thân. Đồng thời, cô tạo được dấu ấn ở mạng viết văn làm báo. Bộ phim Người Khác do Hoa hậu Thu Thủy biên kịch và dẫn chuyện từng được báo chí đánh giá cao và lọt vào top 3 bộ phim hay nhất Liên hoan phim quốc tế Venice 2010. Ngoài ra, Hoa hậu Hà Thành còn chuyên tâm vào kinh doanh mảng làm đẹp. Thi thoảng, Thu Thủy nhận lời tham gia sự kiện và ngồi ghế nóng các chương trình game show. Từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, Hoa hậu Việt Nam 1994 không nghĩ đến chuyện tái hôn mà hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô tự nhận mình không phải là người mẹ lý tưởng theo tiêu chuẩn xã hội. Khép lại những trải nghiệm được và mất, có và không, Thu Thủy hiện tại đang có cuộc sống yên bình bên hai con và tìm vui bên những trang sách. Bên cạnh đó, Hoa hậu 1994 cũng tìm thấy niềm đam mê ở bộ môn yoga và chạy marathon. Những chặng đường chạy đầy thử thách, Hoa hậu Thu Thủy chinh phục được tại các giải chạy marathon đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Vượt qua những định kiến của xã hội, Hoa hậu Thu Thủy dám chọn cho mình con đường riêng, dám dấn thân và trải nghiệm. Cho đến nay, với những gì mà Hoa hậu Thu Thủy thể hiện, cô vẫn xứng đáng là Hoa hậu cá tính, sắc sảo và thông minh trong lòng công chúng.